To be dismissed là bị bị dismissed, tức là bị cho lui. Mình có thể là mình dismiss, đuổi một người làm á. Nhưng mà thay vì mình nói tôi I fire you, nghe nó nặng quá, tôi đuổi anh, thì nói I dismiss you, tôi cho anh ngưng việc. Đó, nó nhẹ nhàng á, thấy không? Còn nó thôi bây giờ em không lấy anh nữa, thôi em đường ai lấy đi thì I dismiss you, em tha cho anh đi tìm hạnh phúc mới đi ha. I dismiss you. Ok, class is dismissed, thấy không? Thì giờ nó ladies and gentlemen, thưa quý anh quý bà, thì quý ông quý bà, ý nó là thưa quý anh quý chị, thưa quý bạn, class is dismissed, lớp học đã được dismissed. Thật những người ha. Mời ra ngoài, bữa nay có cái món chè thương tôi đãi đặc biệt ra ngoài mà ăn nha. Ngon lắm, không ăn thì về sẽ tiếc, tối nay ngủ không được nha. Lấy tiền.